VTV Cup là thanh xuân tươi đẹp của mỗi cô gái bóng chuyền. Mà ở đó chúng tôi được sống với niềm đam mê cháy bỏng của mình. Những sắc màu văn hóa đa dạng. Сотворил какое-то чудо нам. VTV Cup đã mang lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Hẹn gặp lại VTV Cup 2024 tại Ninh Bình. Đội nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết của VTV Cup 2024. Thì con số đó của VTV Cup năm nay đã lên đến đỉnh điểm. Rất nhiều khán giả từ rất nhiều các tỉnh thành trên toàn quốc đã đổ về nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, sức chứa của nhà thi đấu hoặc chỉ ít gây rối về mặt chiến thuật cho các cầu thủ trẻ Thái Lan. Hai là bài ba, chân bóng thành công. Một chiến thắng nghẹt thở trong trận đấu đầu tiên. Không thể diễn tả nổi cảm xúc của các cổ động viên trong ngày thi đấu tỉnh Bắc Ninh vào lúc này. Và tất nhiên là cả triệu khán giả đang theo dõi trận chung kết của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với trẻ Thái Lan qua truyền hình. Chân bóng quá hay. Chúng ta cùng xem là tình huống chắn bóng của đội trưởng Ngọc Hoa. Lỡ chắn bóng chạm lưới. Trọng tài quyết định chính xác cho pha bóng vừa rồi. Tôi phản công. Bắt lỗi dinh bóng của các cầu thủ trẻ Thái Lan trong một nỗ lực cứu bóng. 23-24. Các cầu thủ trẻ Thái Lan đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý rồi. Nhưng lúc này lợi thế vẫn đang thuộc về họ. Bây giờ là lúc mà chúng ta tập trung đỡ bốc một. Tất cả khán giả trong nhà thi đấu đều nín thở trước pha kết thúc của Ngọc Hoa. 25 đều. Trao phần thưởng cho các đội đoạt giải phong cách, đội đứng thứ tư và đội đoạt giải khuyến khích. Bên cạnh đó là 8 danh hiệu cá nhân. Trong đó có danh hiệu Miss Volleyball. Trận đấu lúc này đang diễn ra rất quyết liệt, không chỉ trên sân mà còn cả ở phía ngoài băng ghế huấn luyện, khi mà đây là cuộc đấu trí giữa huấn luyện viên trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và ông Kia Tipong. Cả hai đều là những huấn luyện viên xuất sắc, những huấn luyện viên rất kinh nghiệm. Và có một điều trùng hợp là trước đây thì cả ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Kia Tipong đều đã từng là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia. Người ghi điểm vừa rồi là đội trưởng Ngọc Hoa. Ngọc Hoa cùng với Đỗ Thị Minh và libero Kim Liên.
trận bóng thành công của Ngọc Hoa. Tình huống tấn công hàng sau của Zutrat đã không vượt qua được tay chắn của Ngọc Hoa. Lần thứ hai trong trận đấu này, bao giờ thành công của Ngọc Hoa. 23-24. Hai vòng giữa phát bóng, chúng ta rất cần điểm ở phát bóng này. Số được cân bằng 24-24. Đây quả là một trận chung kết vô vàn kịch tính. Đúng là chỉ có Ngọc Hoa mới xử lý được phát bóng như vừa rồi. Một phát bóng của đội tuyển Việt Nam lại bước một không tốt. Nhưng với kinh nghiệm của mình, Ngọc Hoa đã chủ động đánh bóng vào đầu nắm tay chắn của các cầu thủ trẻ Thái Lan để đi ra phía sau. 25-25. Phát bóng thành công của Ngọc Hoa. May mắn đã thuộc về đội tuyển Việt Nam và Ngọc Hoa phát bóng vừa rồi. Đó là một tình huống mà Ngọc Hoa chủ động phát bóng rất ngắn để phá vỡ cách di chuyển chiến thuật của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Bóng đã khẽ chạm mắt lưới và đổi hướng rơi xuống phần sân của đội tuyển trẻ Thái Lan. 26-25. Ngọc Hoa phát bóng. Bóng tạt ngoài. 27-25. Không thể tin nổi. Không thể tin được là trong set đấu thứ ba đội tuyển Việt Nam lại giành chiến được chiến thắng. Khi mà trước đó chúng ta đã bị dẫn tới 6 điểm. Những quả phát bóng tấn công của đội Thái Lan liên tục hướng vào vị trí của Đỗ Thị Minh để làm hạn chế sức tấn công của chủ công mang áo số 8 bên phía đội Việt Nam. Nhưng lúc này thì những đồng đội của Đỗ Thị Minh vẫn đang xử lý hết sức ấn tượng. Chúng ta thấy ở hàng sau vai trò của Đỗ Thị Minh và ở cầu trên là có Ngọc Hoa. Những trụ cột của đội tuyển Việt Nam vẫn đang thể hiện đúng vai trò của mình. Chắn bóng tốt, vẫn là Ngọc Hoa. 11-12. Bây giờ là quả phát bóng của Soraya Fomla. Câu trả lời của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Hoa đang có một trận đấu tuyệt hay. Kỳ VTV Cup nào cũng vậy, Ngọc Hoa luôn để lại dấu ấn của mình. Và tại VTV Cup 2014 thì chúng ta càng thấy được dấu ấn đậm nét phía trước. Nhất là khi đội tuyển Việt Nam đang ở một mốc điểm rất gần với đội trẻ Thái Lan. Nếu cứ thi đấu với tinh thần như những phút vừa qua, đặc biệt với sự xuất sắc của Ngọc Hoa, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở niềm tin để đội bóng sẽ làm nên một điều thần kỳ trong trận chung kết. Đúng là các cô gái trẻ của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng đã tiến bộ qua từng trận đấu, và đó là bài học mà chúng ta đã rút ra được. Trở lại sân. Đó là cơ sở để chúng ta lại có thêm niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể bắt kịp và vượt lên về mặt điểm số. Ngọc Hoa bật rất cao. Chắn bóng tốt.
Ngọc Hoa thì đội bạn đã có tới 2 chạm. Nhỏ bé đã có một pha cứu bóng tuyệt vời trước khi người đàn chị Ngọc Hoa biến cơ hội thành điểm số cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi tin rằng là sau VTV Cup 2014 thì bản lĩnh của rất nhiều cầu thủ trẻ của bóng chuyền Việt Nam sẽ được nâng lên rất nhiều, bởi họ đã có những cuộc thử nghiệm tuyệt vời. Xin chúc mừng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và đó cũng